sau khi sinh vào tí thì rõ ràng là có. Thành ra chúng ta phải có một cách quán chiếu, cái nhìn cho nó rõ ràng từ địa ngục cho tới quả Như Lai á. Còn trong này thì thường thường đó là bên tiểu thừa đó. Nguyên sĩ thì không có nói rồi, nó cô động và nó ngắn gọn, nó cô động quá. Nhưng mà khi giải thích nó thì cái không ta, không của ta, không tự ngã của ta, thì bên tiểu thừa giải thích ra là hắn. Còn bên đại thừa nó giải thích tên Như Lai đó. Như Lai câu này là đem quất luôn các vị A-la-hán nữa. Chừng nào không còn chấp một cái gì hết thì theo A-la-hán không chấp, tức là không trở lại tam giới nữa, không dính mắc vào cõi dục giới, sắc giới, vô sắc. Thì như vậy là đắc quả la-hán, là không còn ta, của ta, không tự ngã của ta. Thì tức là tam giới không còn nữa. Vì chúng ta đã giảng cõi dục giới, tức là từ địa ngục tới cõi trời dục giới, thì đủ ba cái này hết, ba mệnh đề này. Nhưng mà nặng về cái của ta, tức là chiếm hữu bên ngoài. Còn tới cõi trời sắc giới thì nặng về cái ta, là chiếm hữu bên trong, cho cái ta là cố định, nhưng mà phải bị hoại khổ. Còn cái chưa chiếm hữu bên ngoài, khổ trồng thêm khổ. Còn tới từ tứ thiền cho tới tứ không thì nặng về cái tự ngã của ta, cho cái đó là nhất bàn. Niết bàn nhỏ của cái niết bàn lớn. Vì các ngài thấy được cái niết bàn mà, niết bàn thật sự đấy. Rồi các ngài tạo một cái niết bàn tư tưởng thì cho niết bàn tư tưởng này là cái niết bàn nhỏ của cái nước bàn vũ trụ, là niết bàn lớn. Hai cái nó giống hệt nhau, thành ra không phân biệt giữa căn với thức, giữa tư tưởng và bát nhã, khó phân biệt. Rồi thì chúng ta thấy đó, khi mà gia láng mà thấy rõ vậy, nhập lưu thì mới thấy được có cái của ta thôi, tức là trên sắc quẩn thôi. Còn cái thọ quẩn đó, mà cái thọ quẩn của trời dục giới là nhập lưu cũng chưa nhận được đấy. Tại tới là nhất dẫn lai ra nó mới dứt được cái đó. Nhưng nhất dẫn lai thì không dứt được cái thọ quẩn của sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, phải đợi bất lai mới dứt hẳn được. Rồi thì chúng ta thấy bất lai mới dứt được cái ta, không ta, thấy không? Còn ai là hán thì mới dứt được cái tự ngã của ta. Thì như vậy là hết rồi. Thì theo đại thừa như vậy là kẹt vào pháp chấp, tức là sở chi trướng, là cái của ta, không ta, không của ta, không tự ngã của ta vẫn còn. Nếu mà có niết bàn tịch tịnh đó là cái chỗ rốt ráo, thì cái đó lại là ta nữa, một cái ta trá hình. Thì phải trở lại tất cả những cái sanh diệt mà vẫn không sanh diệt. Thành ra cái trong cái kinh mà kinh Kim Cương nó là độc đáo nhất đấy, là nó phá cái chỗ của A-la-hán. Cái gọi là ta không phải là ta, đó mới thật sự là ta. Cái gọi là niết bàn tịch tịnh không phải là niết bàn tịch tịnh, đó mới là niết bàn tịch tịnh. Không phải niết bàn tịch tịnh tức là phải trở lại tam giới, mà vẫn ở niết bàn tịch tịnh, thì cái niết bàn đó mới thật sự là niết bàn. Thì tất nhiên là phải tùy thuận, hoặc là nhậm dẫn trong đó, hoặc là tự tại ở trong tam giới, chứ không phải bỏ tam giới mà gọi là niết bàn. Thì chúng ta thấy theo tôi ra thì giữa A-la-hán và Bồ-Tát Thánh thì cũng không có gì khai biệt lắm. Chỉ có A-la-hán là tách rời cái bản thể, cái bất tử với hiện tượng giới. Còn bên Đại Thừa thì bất tử nằm trong hiện tượng giới, và hiện tượng giới không thể rời bất tử được. Thì khác nhau có chỗ đó thôi. Thành ra theo Đại Thừa cũng lấy cái không của ta, không tự ngã của ta này làm luôn các vị A-la-hán. Thì tới Như Lai là mới chấm dứt cái ba cái mệnh đề này. Thành ra chúng ta phải hiểu những cái mấu chốt của cái hiện tượng giới. Mà hiện tượng giới thì nó phức tạp, nó đa diện lắm. Thành ra một vị nhập lưu phải hiểu hết cái đa diện đó để khỏi đi lạc đường. Nếu thời không có Phật thì tự mình phải đi lấy. Còn nếu có Phật thì dễ. Cái gì kẹt hay lạc đường đó thì có Phật. Mà Phật hồi xưa còn đi, còn Phật là còn một cái hy hữu cho chúng sanh. Nhiều khi mình đi sai, Phật nhập định là Phật biết à. Ngài tự ngài quá hiện tới đó, ngài chỉ cho mình. Thời này sao lại không có vụ đó, chứ ngài cũng vẫn còn, chứ ngài đâu có mất. Nhưng mà chúng ta thấy thời mặt pháp là Phật có sanh tiền đó, thì một lượt với mình thì nhiều vị tu tiền mà đi sai lạc là ngài nhập định, ngài biết là ngài hiện thân đến đó, ngài chỉ.
Còn thời buổi chúng ta là cái mặt pháp này là như chúng ta phải chịu vậy thôi. Cái nghiệp chúng ta nó dày, cái phước báo nó mỏng. Thì Ngài để cho chúng ta đã đời đó, để chúng ta cố gắng lên. Chứ còn chúng sanh bây giờ lười biếng đó. Tôi thấy lười biếng, tính tôi cũng lười biếng đó. Tôi cũng thấy mấy năm nay là tôi sụt nhiều. Hồi xưa tôi tinh tấn lắm. Bây giờ giáo pháp thì khá. Mà là cái làm biếng, có lẽ là tại nó già. Cái thân nó không, nó uể oải, nó không còn hết. 12 giờ thức đó mà cứ gật dừa hoài. Nó không có, không có thiền định gì nữa. Đó là như nó không có khỏe. Mà tôi cố gắng cử ăn để cho cái thân khỏe thì mới tu được. Mình là còn chưa đắc quả. Chỉ trừ A-la-hán là mới không dính mắt sắc thân thôi à. Còn mất lai cũng còn dính vào mắt thân sắc thân. Huống gì nhập lưu là thôi. Cái sắc thân rất là quan trọng. Bởi vì sắc thân nó làm cho cái tư tưởng được trong sạch mà. Cái sắc thân khỏe thì tư tưởng nó nâng cao lên. Mà tư tưởng lên cao thì sắc thân nó phải khỏe. Chỉ trừ A-la-hán là không dính mắt vào sắc thân nữa. Không dính mắt vào thọ tưởng hành thức nữa thì sắc thân sao cũng được hết. Còn từ bất lai trở xuống là rất quan trọng. Rồi mình thấy là nếu sắc thân bệnh hoạn hoài là khó mà tu. Mình nói chưa Phật tử phải cố gắng cử ăn uống. Trời, cõi này là cõi dục đó. Tức là mình ăn sao cho thỏa mãn thôi. Mà nếu mà còn trẻ thì cử dễ. Còn già là khó cử. Tôi nói không có lộn. Trẻ thì dễ cử là bởi vì trẻ cơ thể nó khỏe, ăn cái gì cũng ngon hết trơn á. Hồi đi đi hành đạo tôi nhớ tôi ăn 8-9 chén cơm. Ăn cơm không với muối à. Mà nó ăn ngọt sớt thôi. Còn bây giờ ăn có 1 chén mấy vậy. Mà đồ ăn nhóc hết mà ăn cũng không vô. Mà không có đồ ăn là không vô. Còn hồi xưa là ăn cơm không à. Cái cơ thể nó khỏe, nước miếng nó ngọt sớt à. Mà nếu càng ngồi thiền, tứ thiền nhiều chừng nào nước miếng càng ngọt chừng ấy. Ăn cái gì cũng ngọt liền thôi. Còn giờ miệng lưỡi rồi nó không còn, nó ăn đồ gì nó cũng không ngọt, không ngon hết trơn á. Mà mình là cái quả dục, thì cái ham ăn là đứng đầu. Chứ tự phải để ý cho đó. Nhưng bây giờ đồ lại đồ độc không à, hồi xưa đồ tốt lắm. Nó đúng hồi xưa đồ tốt, ăn ít có bệnh. Hồi đó thì ít có đường quá, không có học, ít có bột ngọt. Giống như hồi xưa muối cốc hay là muối ổi rồi đó, chúng ta thấy là muối bằng cam thảo. Mà cam thảo là một thứ thuốc thật là hay. Thuốc bắc nào cũng để cam thảo đó, là nó dẫn thuốc. Nó ngọt mà cái hậu nó cam cam, là nó chưa cam thảo à. Còn bây giờ dễ gì, để tin là đường quá học không à. Ăn vô là tự giết mình chết. Thành ra chư Phật tử thấy thời buổi này nó nên làm ơn thì nó khỏe hơn. Mình ơn mình đi làm lấy, đừng có đi ra chợ mà mua ăn nữa. Tôi thấy bây giờ tử làm biến đó, đa số hầu hết gì đó, toàn cái thế giới này á, đồ nó vô gói sẵn rồi đổ nước sôi cho ăn. Ở nhà không làm lấy vô tiệm ăn, tiệm bây giờ nhóc hết ra ngồi tiệm người ta tiếp đãi đàng hoàng đó. Tiệm giờ nó tiếp khách ngon lành lắm, lợi là mời hết đàng hoàng hết, bởi vì nhiều tiệm quá. Còn mình thì thấy làm ở nhà ăn không ngon bằng, mà lợi cực nhọc nữa. Thành ra mình cứ lại ra chợ ăn nó rẻ hơn ở nhà mình làm. Mình tính nó đủ thứ tiện lợi hết, nhưng mà ở ngoài tiện đồ chai nó làm sao làm thật được. Nó làm thật. Đa số mà bệnh mà tiểu đường với tai biến là do ăn bột ngọt. Ra ăn cái món đồ chai, quất một cái tô hủ tiếu chai vô rồi về là tai biến nè, bán thân liền. Mà đâu có ai biết. Nói là không tin chứ mà giờ thử. Nếu mà người bệnh là tai biến yếu rồi quất vô là nó liệt luôn bên phân nửa thân hình. Cái bột ngọt nó độc đáo đó. Mà không có tiệm nào mà không để bột ngọt hết á. Tôi thấy tiệm đồ chai trừ ra mình dặn nó người ta quen, chứ còn không bột ngọt ăn không ngon. Chính Phật tử cũng nói tôi vậy đó. Sư biểu đừng để bột ngọt rồi làm sao ăn. Con cũng lén lén để chút chút à. Sướng không? Tôi nói là làm cho tôi ăn chứ làm cô ăn sao mà con này không ngon thì con cứ để đi. Đừng để đi thì cứ sứ có ăn chứ có gì đâu. Mà hãy tôi biết được là bây giờ tôi không mới biết nha. Nó kỳ hồi xưa tôi tu tứ thiền nghe không? Để bột ngọt chút là tôi biết liền à. Cái lưỡi sao mà lúc nó cái miệng nó ngọt, ăn vô cái bột ngọt nó khác liền. Còn bây giờ ăn không biết đâu. Cái lưỡi nó đã hư rồi. Nó cũng là củ mềm, nó xúc bộ lon hết rồi. Thì cái thân thể này không còn bén nhạy như hồi xưa nữa. Thì chư Phật tử phải cố gắng này, tôi giờ cũng yếu rồi. Thì bây giờ tôi nhờ có cái bát nhã nhiều à. Chứ còn nếu không có mà tu tứ thiền hồi xưa bây giờ chắc khổ à. Khổ nhiều quá. À. Không biết lắng nghe. Lắng nghe thì nó đỡ. Thì ở đây tôi muốn chư Phật tử đi qua tới cái lắng nghe đấy. Mà lắng nghe thì nó không phải khó mà cũng chẳng phải dễ, nhưng mà nó ngược với cái dòng tu hồi từ xưa tới của mình.
nó ngược với cái điều suy tư từ xưa của mình. Hồi xưa tu là cải sửa, để xấu mình sửa thành tốt, quấy mình sửa thành phải. Còn bây giờ không được cải sửa, dù cải sửa thành tốt cũng không được, phải nhận lại nó. Lặng lẽ, không phê phán, không chỉ trích, không cải sửa, không gì hết. Thì chúng ta thấy là cả một vấn đề khó khăn. Phải tỉnh thức nhận biết nó, chỉ thế thôi. Rồi theo dõi sát nó hoài. Cái biển chuyển biến làm sao nhận y như vậy, đừng cải sửa, đừng phê phán, đừng gì hết, là không còn sợ một cái gì nữa hết đó. Thì cái bát nhã có bao nhiêu đó thôi. Là nó không phải tu theo pháp môn cải sửa nữa. Từ xưa giờ ngoại đạo không bao giờ biết cái đó, chỉ có mình Đức Phật nó biết cái đó thôi. Thì ai mà nhận được cái đó là Phật tử đấy. Còn không thôi là thiên tử với ma tử thôi. Nếu mà làm xấu mà mình cố gắng làm thêm nữa thì đó là ma tử. Còn mình xấu, mình biết mình xấu, mình cải sửa thành tốt thì đó là thiên tử. Còn mình xấu, mình biết mình xấu, mình nhận, mình theo dõi nó, thì tự nhiên nó trở lại là hết xấu. Nó không phải tốt nữa, nhưng mà cái xấu đó không phải là mình, mà cái biết xấu, cái biết này mới là mình. Thì mình thấy tự nhiên là nó hòa lại thôi, hòa lại một cách hồn nhiên. Thì cái này mới thật sự là Phật tử đấy. Cái này nó có luôn luôn, không bao giờ mất, không từ đâu ra mà cũng không đi đến đâu. Nó bàn bạc muôn đời muôn kiếp nó như vậy, chỉ cần là nhận lại nó thôi. Nhưng mà nhận lại trên cái sự chuyển biến của xác thân là dễ nhất. Đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm thức ngủ sống chết, những cái xác thân này dễ nhận, tức là vật lý và sinh lý, hay là chúng ta thường kêu là sắc uẩn, tức là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, rồi tới phù trần căn, tịnh sắc căn. Tất cả cái này gom lại chung là sắc uẩn. Một vị nhập lưu nhận được những cái này. Còn cái thọ uẩn thì phải nhất vãng lai, và dứt thấy rõ hết thọ uẩn thì phải bất lai. Có hai cái đó là quả thánh thứ ba. Còn tưởng uẩn thì quả thánh thứ ba không sớ tới được. Tưởng uẩn hành uẩn thì phải A-la-hán. Mà tưởng uẩn hành uẩn tức là chúng ta thấy là đệ tứ thiền. Bởi vì tam thiền cũng còn thuộc về thọ uẩn. Tứ thiền đó bất lạc bất khổ thọ mới là tưởng uẩn thuần túy đấy. Tứ thiền và tứ không. Thành ra A-la-hán là diệt được cõi trời sắc giới, tứ thiền của sắc giới. Trong đó không có đề tứ thiền sắc giới, đề sắc giới không. Cái đó cái chết á. Sau này tôi thấy ủa sắc giới thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì đây là bất lai diệt được rồi. Tại sao này A-la-hán mà diệt tứ thiền, mới diệt được sắc giới và vô sắc. Chứ phải trong đó đề tứ thiền của sắc giới thì nó dễ. Ngày đề trong đó là sắc, sắc giới và vô sắc. Nó khổ cho mình vậy đó. Rồi tới tứ không. Còn trong đó thêm một cái kiết sử nữa là ngã mạn. Thì mình biết ngã mạn tức là mặt na rồi đó, tức là hành quẩn. Còn cái phóng vật gì vô minh nó ở đâu? Cái này trong kinh không có. Trong Trung A Hàm, trong bộ kinh thì cũng chẳng có nói tới hết. Thì mình thấy nó khó đấy. Chỉ có cái quyển Thủ Lăng Nghiêm là mới giảng thôi. Nhưng mà giảng không ấy, mình phải coi tới coi lui, mình trạch pháp, mình ấy nó, mình mới thấy nó. Thành ra Thủ Lăng Nghiêm giỏi á, độc đáo, mà phải có duy thức coi mới vô mấy Thủ Lăng Nghiêm. Thì mình thấy là qua cái chuyển biến sát na, tức là đứng lặng mà chuyển biến của mặt trăng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Mà ác nghiệt trong Thủ Lăng Nghiêm thì không có nói mặt trăng thứ nhất, thứ ba, đó là tôi đặt ra thôi. Nhưng mà có nói mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai tức là cảm thọ đấy. Tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, có chữ cái đó. Chứ không phải là tánh thấy, mà là cái thấy. Chỗ mà Đức Phật mới chỉ A Nan về cái tiếng chuông đó. Rõ tiếng chuông thì có tiếng, rồi không rõ nữa thì không tiếng. Rồi rõ tiếng chuông thì có nghe, không rõ thì vẫn nghe. Thì cái nghe này chính là nó đấy. Tiếng chuông nhỏ thì có tiếng chuông nhỏ, nhưng cái nghe không nhỏ. Tiếng chuông lớn thì có tiếng chuông lớn, nhưng cái nghe không lớn. Cái nghe bao giờ cũng thế thôi. Rồi dứt tiếng chuông rồi, tiếng chuông dứt, nhưng mà cái nghe không dứt. Nghe không có tiếng chuông nữa. Thành ra giữa cái nghe với cái tiếng chuông là nó dường như không phải một, không phải hai. Tiếng chuông có lúc có, lúc không. Nhưng mà có không ở trong cái nghe luôn luôn có. Thành là cái nghe là cái bất sanh bất diệt, nằm trong cái sanh diệt.
và cái tiếng chuông sanh diệt lớn nhỏ và có lúc có lúc không nằm trong cái luôn luôn có của cái nghe, tức là của cái bất tử. Đau đớn chỗ đó, khi mình nhận được vậy đó rồi, Đức Phật lại bác nữa. À, mày đó, cái đó không phải bất tử đâu Anan. Mình mới chết chứ, Ngài nói là bất tử rồi. Ngài chỉ con đường đi vô, Ngài nói cái nghe đó chính là Niết Bàn đấy. Mà nếu không chỉ cho Anan làm sao mà cố gắng để nghe. Nghe rồi Anan mừng quá, xưa giờ mình không nhận được. Nếu mình nhận được cái này thì nó thường hằng. À, nhưng không ngờ nó thường hằng, nhưng mà nó chuyển biến. Nó hết sao động rồi đấy. Nó hết sao động thì là chớn, nhưng mà còn chuyển biến thì là giọng. Thành ra nói nó giọng không đúng, mà nói nó chơn không đúng. Thành ra chưa phải là Niết Bàn. À, tới đây rồi Đức Phật ngừng ở chỗ đó thôi, chẳng có bao nhiêu thôi. Mà tôi nghĩ nếu có mặt trăng thứ hai thì phải có mặt trăng thứ nhất. Mà nếu có mặt trăng thứ nhất thì phải có mặt trăng thứ ba, đặng mà dung thông. Thì tôi thấy cái này là cái cảm thọ. Nhưng mà trong kinh có nói chỗ khác, cũng Thủ Lăng Nghiêm mà cái đoạn khác trong cái đoạn này. À, thì Ngài nói cái mặt trăng, cái thấy này đó, chính là hư minh lê lói chiếu soi. Cái thấy chính là hư minh lê lói chiếu soi là mặt trăng thứ hai. Mà hư minh lê lói chiếu soi là do hư vô di tế, do cái vọng tưởng kiên cố nó đập vào hư vô di tế một cách hồn nhiên. Thì hư vô di tế mà lọt xuống hư minh lê lói chiếu soi. Tôi bắt được cái chỗ này tôi nói rồi. Vậy thì chính là mặt trăng thứ hai này đó là hư minh lê lói chiếu soi, do hư vô di tế, do cái vọng tưởng kiên cố nó đập xuống một cách hồn nhiên. Đập hồn nhiên là chúng ta phải hiểu là nó khó rồi. Rồi khi hư minh lê lói chiếu soi nó chuyển biến chậm nữa thì nó thành ra dung thông. Như vậy dung thông là mặt trăng thứ ba. Mà do đó dung thông nó mới dung thông được cái tứ thiền, thành ra giữa tứ thiền của sắc giới và cái dung thông này khó mà phân biệt. Vọng tưởng dung thông này tức là căn, còn tứ thiền là thức. Ngu giả năng thân, thức giữ căn. Đó là cái chỗ khó của chúng ta. Nào, rồi khi mà cái vọng tưởng hư minh lê lói chiếu soi nó chuyển biến nhanh trở lên thì thành hư vô di tế. Rồi hư vô di tế chuyển biến nhanh nữa thì thành ra bất động. Thì đây mới là Niết Bàn kịch tịnh, mặt trăng thiệt đấy. Mặt trăng thiệt đấy. Đó, thành ra tôi mới nói cái hư minh lê lói chiếu soi này tức là cái phóng vật vậy. Cái phóng vật vậy. Thì phóng vật không phải vọng, không phải chơn. Còn cõi trời tứ thiền sắc giới và sắc tứ không là vọng đấy. Cái này hoàn toàn vọng đấy. Còn cái ngã mạn chúng ta nên nhớ à. Cái ngã mạn nó là giọng hoàn toàn cũng không đúng đấy. Khó là nó thành ra nó cái nhìn của nó, cái gần cái việc của nó khó, nó tương đương với cái hư minh lê lói chiếu soi đấy. Hư minh lê lói chiếu soi là đứng lặng mà chuyển biến. Còn cái mặt na đó thì chúng ta coi chừng, nó phân nửa đứng lặng chuyển biến mà phân nửa sao động. Khi mà nó trở ra thành chủng tử thì kêu nó là mặt na, tức là chuyển biến mà sao động. Khi nó trở vô a lại gia thì nó chuyển biến mà đứng lặng. Thành nó mang cả hai tính chất đây. Khi vô a lại gia thì nó thành ra thức, tức là năng lực đấy. Mà khi nó trở ra nó sao động cái rồi nó thành ra chủng tử. Do chủng tử mà mới có tam giới này. Thành là cái nguyên nhân của tam giới chính là mặt na. Chính là mặt na. Nhưng mà cái kho chứa chủng tử đó lại là ai lại gia. Thì ai lại gia phải là vô minh. Nó là vô minh. Mà suy nghĩ lại kỹ á, thì cũng chẳng phải là vô minh. Bởi vì cái ai lại gia nó liên lạc tùm lum hết trơn á. Ai lại gia tức là cái năng lực sơ năng biến mà nó từ cái a lại gia vũ trụ nó lọt xuống, do một niệm bất giác vô minh căn bản nó mới lọt xuống thành ở dưới này, và chuyển biến mà đứng lặng thì là do vọng tưởng kiên cố. Thành ra a lại gia nó thì bên trên nó thì nó dính liền với a lại gia vũ trụ,
nó là cái ngã ba. Đi lên thì nó dính liền ai là do vũ trụ, mà đi xuống đó thì do vọng tưởng tiên cứu đập vào nó dính liền với hư vô di tế. Nó do ai hư vô di tế. Rồi nếu mà chuyển biến sao động thì nó thành ra mặt na. Thành ra nói nó chân là không đúng, mà nói nó vọng cũng không đúng, mà nói là chân vọng hòa hợp. Cái a la gia này khó hiểu đấy. Thành ra tôi tưởng nó là vô minh, nhưng mà thật sự vọng tưởng kiên cố mới là vô minh. Mới là vô minh. Đây là cái chi mạc vô minh đó. Còn a la gia mà nó dính liền với cái a la gia vũ trụ, đó là căn bản vô minh, đó là pháp chấp đấy. Nó thành ra năm kiết sử này mới rõ thôi, mà trong kinh thì không có nói, chỉ có di thức và kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói thôi. Thành ra Thủ Lăng Nghiêm rất là sáng tỏ. Thành ra các nhà cổ đức thường nói đó, nếu mà người xuất gia, người tu mà không coi kinh Thủ Lăng Nghiêm là uổng cái đời tu, nó không có sáng tỏ. Mà coi Thủ Lăng Nghiêm thì phải một bụng di thức, không có di thức là không vô đâu, coi không có vô. Tôi nói thật, cực tử là tôi xuất gia tôi rất khổ vì đạo Phật. Nó là cả một cái rừng kinh điển, mình đâu có biết cái nào đâu mà coi. Nhưng mà tôi chắc cũng nhiều kiếp sau tôi vô tôi coi cái mười tông phái đó, coi tới coi lui trong Phật Hộ Tông đó, thì tôi thấy cái tông phái di thức này là siêu hết. Nếu mà coi nó là có thể giải quyết tất cả tông phái khác. Bởi vì nó là tâm lý học của Phật giáo mà, nó rất là rõ. Nhưng mà coi vô toàn chữ Hán không. Mà tôi là cũng chữ Hán à, tôi học tới lớp 9 mà, là trung học của chữ Hán đấy. Mà coi không vô, bởi vì học đó là học cái danh từ đời thôi. Mà vô đây chữ Hán là danh từ của triết học, ở ngoài đâu có biết chữ nào đâu. Học là học tả cảnh, tả người, tả thú, tả này cái kia, mặt trăng, mặt trời rồi. Cuộc sống, cuộc đời thôi, chứ đâu có danh từ triết học. Nhưng mà có nó đỡ, mình lật từ điển rồi mình coi nó thông suốt. Nhưng mà phải 10 năm đấy. 10 năm tôi mới vô di thức nổi. 10 năm nó cả một sự trắng trường, cả một sự trắng trường. Tôi cũng hồi phục tôi cho cái bền. Tôi lấy được cái nước bền. Đức Phật nói hay bền duyên là thắng trận. Hãy con gõ mãi thì cửa sẽ mở. Coi di thức mà được hứng thú là khi nào hiểu á. Còn không hiểu nó chán chết luôn. Tôi ra ngoài trời tôi ngồi như quý sư ngồi thiền. Giờ đó tôi biết cái ghế ngồi thiền lâu mà đó không có mùng ngồi đâu. Dành cái mùng rồi đút cái ghế ngồi thiền vô đó à. Hồi đó là không có khôn như bây giờ. Bây giờ chữ vô đây sướng lắm, khôn lắm. Có người trước đi mỗi xin cái mùng có cái mốc ra hồi đó đâu có biết làm cái đó. Để gốc cây văng bốn gốc rồi bỏ cái ghế đêm giữa cái mùng ở đó chứ. Không biết làm cái như là cái đồ chài lưới của người ta. Cái đó là siêu chân à, bày ra. Chứ đó là thôi, không biết cái đó. Rồi nó ngồi à, bữa nào chỗ nào không có mũi thì ngồi nói chừng 4-5 giờ tôi ra tôi ngồi rồi. Coi như thức này cầm coi tới ngủ gục. Mà bạn ngủ đã rồi đó, coi nó không có hiểu. Rồi rớt cuộn sách xuống tức quá lượm lên. Mà hãy vô mà kiếm cái quyển Thốt Dòng Tục Lỵ coi giờ 7-8 tiếng cũng không ngủ. Vì cái chủng tử đó mình có. Chủng tử đời mà coi mấy cái tình ái mấy người kia đồ khoái lắm. Ngọc Lam, Ngọc Lâm đồ là khoái lắm. Con người siêu diệt rồi thì coi mê. Mà tức quá bỏ xuống đi coi di thức nữa, ngủ gục nữa. Thành ra tôi biết chư Phật tử vừa khổ cho đó. Hãy cái gì con không hiểu là nó chán vô cùng, nó chán mà lại ngủ gục nữa. Cầm lên nữa ngủ gục rồi. Nhưng mà bền. Tôi nghỉ 2-3 bữa rồi tôi coi lại nữa. Rồi nó ngủ gục, nó chán, nó nghỉ 2-3 bữa cho tinh thần nó bị coi di thức lên đầu nó căng thẳng lắm. Nếu bây giờ chắc tôi giống điên đó. Bệnh thần kinh đó, không có dễ đâu. Nhưng mà bền ngày một chút rồi tới chừng lần lần cánh hiểu, chừng 1 năm, 2 năm là bắt đầu hơi hiểu hiểu rồi đó. Thì danh từ toàn là chữ Hán, đối chất cảnh, độc ảnh cảnh. Đọc đầu ý thức, ngũ câu ý thức, trời đất ơi mấy cái danh từ mình mịch từ luôn. Rồi nào là tánh cảnh nào là đủ thứ ở trong đó hết. Thành ra nó khó, nhưng mà có chữ Hán mà mình biết. Biết là lần lần chừng 2-3 năm cái nắm vững rồi. Rồi bây giờ coi mới thích đấy. Bây giờ tôi coi ý thức là tôi thích vô cùng. Sai mê nó. Bây giờ mình hiểu. Thành ra tôi biết là Phật tử khổ vì vấn đề mà tâm lý học Phật giáo. Khổ dùm bài kinh 66 này, ai nghe thì một hai lần chạy hết à. Tôi xuống Bạc Liêu như vậy, tôi giảng bài kinh 66 này. Lần đầu thì được 50-60. Hai bữa sau còn có 30-40. Rồi bữa thứ 6, thứ 7 còn có 2-3 người à. Tôi nói thôi dẹp cái gánh hóc bồ tèo này đi. Coi không nổi, nó siêu giảng cái gì, con không biết cái gì hết trơn. Cái gì mà không còn cái gì túi cuồng, còn có hào quang không?
gì mà gọi vật chất thì sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn không còn gì hết mà còn có cái hào quang thôi. Nói là sự thật thôi, nhưng mà mình không có chịu sự thật. Mình thích niết bàn, nhưng gặp niết bàn mình chạy. Nhưng vậy là sống dài, sống là biết không còn cái gì cơ, còn có một cái niết bàn là cái hào quang rực rỡ thôi. Rồi giờ chúng ta trở lại. À, thì đến đây là chúng ta thấy cái pháp quán này đó thì nó quan trọng. Thành ra tôi dừng ở đây lâu, bởi vì nắm được cái này rồi thì toàn bài chúng ta đi dễ rồi đấy. Chỉ có cái lưỡi rơm trí tuệ đầu tiên này là khó nhất. Thành ra chúng ta phải hiểu từ địa ngục cho tới Như Lai. Cái tiến trình nó đi như thế nào thì nó khác nhau như thế nào. Mà chúng ta thấy từ địa ngục tới Như Lai Đức Phật giảng rất nhiều khía cạnh. Ngôn ngữ vững thì Ngài giảng tâm nhiều hơn. Có một cái sắc vững là thuộc về thân, nó nhiều. Còn thọ tưởng hành thức toàn là tâm. Còn có cái thì Ngài giảng về sắc vững nhiều hơn. Chẳng hạn bảy đại. Đất, nước, lửa, gió, hư không. Hư không cũng là thuộc về sắc vững nha. Rồi kiến như thức. Thì cái này giảng về lại nhiều. Sắc vững nhiều. Còn có cái thì ba cái gì như quân bình. Đó là 18 giới. 6 căn, 6 trần và 6 thức. Có Ngài giảng tùm lum. Nhưng mỗi cái nó có một cái chi tiết riêng nha. Nó có một cái khía cạnh độc đáo riêng. Thành ra dầu muốn dầu không mình cũng phải coi hết. Đặng khi mình đi vào đó, lọt vô trong cái mê hồn trận, mình biết đường ra. Hồi xưa có Phật thì nó đỡ. Cái gì thì lại hỏi Ngài, Ngài chỉ. Còn không hỏi Ngài cũng biết nữa. Ngài Ngài dập định là quán xuyến hết các tỳ kheo của Ngài. Vô rừng tu bây giờ Ngài cũng biết nữa. Cách xa Ngài mấy ngàn cây số, mấy trăm cây số Ngài cũng vẫn biết. Thì Ngài hiện thân đến Ngài chỉ. Tôi thấy trong kinh đề đó. Còn bây giờ mình không biết, không hỏi ai được hết đó. Chỉ có hỏi. Mà pháp là gì? Tức là tam pháp ấn, hay là thể tướng dụng, hay là giới định tuệ, cái đó là thầy có các con. Thì lực và kinh có hai cái thôi. Rồi kinh lực mới nhào qua nhào lại, mới biện thuyết diễn giải, mới thành ra luận. Thành ra thời Đức Phật không có luận, có kinh với lực thôi. Luận là sau này các vị Bồ Tát mới dựa vào kinh, dựa vào lực để giải thuyết tất cả những câu hỏi. Thì cái đó kêu là luận. Khi có ai hỏi là các ngài dựa vào kinh với lực để các ngài giải thích tất cả những câu hỏi, những cái thắc mắc của người sau này. Thì những cái giải thích được coi là luận. Thành ra chư tăng, chư tỳ kheo, dầu kiếp sau đời đời thì cũng lấy kinh với lực làm thầy. Mà lúc Phật còn sanh tiền cũng lấy kinh và lực làm thầy. Nhưng mà kinh là do Phật nói, thì lấy Phật làm thầy. Khi Phật chết rồi còn kinh, nó lấy kinh làm thầy. Phật nói ta không bao giờ chết, chỉ xác thân này chết, còn cái kinh và cái lực của ta đời đời kiếp kiếp vẫn vậy. Thì các con y theo đó, nương vào đó, đừng nương vào người khác, đừng nương vào ai hết, hãy tự nương vào mình. Mà mình tức là kinh và lực. Bây giờ chúng ta phải y theo cái này thôi, y theo cái gì. Nhưng cái này đâu phải dễ hiểu. Và chúng ta phải nắm được cái giới định tuệ, nắm được cái thể tướng dụng, nắm được cái tam pháp ấn và nhất thực tướng ấn, nắm được cái duyên khởi, nghiệp cảm duyên khởi, a là do duyên khởi, chân như duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Mà cái duyên khởi của đạo Phật thì Ngài nói cô động quá, cô động quá. Thành ra bên tiểu thừa nó chỉ chú trọng về cái nghiệp cảm thôi, chú trọng về nghiệp cảm. Nghiệp cảm thì nó quá nhỏ bé, cùng lắm là đưa tới nhập lưu nhất như lai bất lai, thì cùng cái nữa là đưa a la hán thôi. Mà muốn qua nhất nhập lưu nhất vãng lai bất lai thì phải qua a la gia duyên khởi. Mà từ đó đi thẳng mới vào chân như duyên khởi, mới thành a la hán được. Mà cái này bên tiểu thừa ít giảng. Nên nhớ cái bộ kinh Trung Bộ này không phải là tiểu thừa nha, mà cũng chẳng phải là đại thừa nha, nó là nguyên thủy. Nguyên thủy là cái gốc cây. Còn giải thích cái gốc cây này thì thành ra cái thân cây, đó là tiểu thừa. Còn dựa vào cái gốc cây này đó, ra nhánh qua lá trái bông, thì đó là đại thừa. Thành ra gom bả ba cái này thì mới hiểu được đạo Phật. Thành ra muốn đọc kinh đại thừa thì trước tiên phải đọc kinh tiểu thừa. Muốn có bông qua lá trái thì phải qua cái thân cây. Mà từ cái gốc cây mà giọt lên nhánh qua lá trái được coi chừng thành ra ngoại đạo. Cây mít không khéo thành ra sắc kê. Chứ chúng nói vậy đó. Thành ra chúng ta phải coi kinh tiểu thừa trước.
thì tiểu thừa đa số là giảng tới A-la-hán là cùng. A-la-hán là cùng. Nghe giảng tới gốc cây là cùng. Nhưng mà thường thường nó không sai lạc, bởi vì nó dính liền với gốc cây. Thân cây thì không thể rời gốc cây được. Thành ra tiểu thừa ít có sai lạc. Thành ra chúng ta thấy những cái thế giới mà đạo Phật theo tiểu thừa đó, hiện tính rất là kính trọng các nhà sư. Ta để bác mà quỳ đi bằng hai cái đầu gối không? Bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên Tích Lan, các nhà sư còn đi bác. Người ta đi, người ta để bác bằng hai cái đầu gối. Bên Lèo, bên Cao Miên. Cao Miên thì bây giờ hơi xuống rồi đấy. Còn như Lèo, Tích Lan, Miến Điện đó, người ta tu chân chánh đó. Lấy cái tứ niệm xứ, lấy minh sắc để làm gốc. Thành ra tín đồ rất là kính trọng các nhà sư. Các nhà sư không bao giờ ăn cơm chung hay sống chung với thiện tính. Thiện tính phải riêng, các nhà sư phải sống riêng. Còn bên đại thừa của chúng ta Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam này cả hai cái đó, có tiểu thừa, có đại thừa. Còn Trung Quốc, Nhật Bản, mấy cái nước lớn như Mỹ, bây giờ Pháp là thế giới đại thừa. Các vị lớn quá, bự quá là đang sống chung với Phật tử. Mà nếu cái hạnh mình đàng hoàng thì đại thừa phát triển rất là mạnh. Còn không thì tăng tục chết veo hết. Mình độ Phật tử không khéo nó độ mình, mà đa số nó độ mình thì nhiều hơn. Làm sao mà đắc quả Bất Lai A Lán được? Trời ơi, cả hai vị đó mới có thể ra giáo hóa đấy. Nhưng mà Bất Lai giáo hóa cũng lèm nhèm thôi. Cái trí huệ chưa được, đưa được toàn diện, chỉ có A La Hán. A La Hán chính cách A La Hán rồi. Chính bậc A La Hán khác nhau. A La Hán độn căn thì không có giáo hóa gì bao nhiêu đâu, chỉ có lợi căn thôi. Thành ra chúng ta thấy đại thừa thì làm cho Phật giáo rực rỡ, đồng thời cũng tiêu diệt Phật giáo luôn. Nó thành ra như mấy nước Trung Hoa, Nhật Bản, thấy không? Đại Hàn, mấy cái nước đại thừa Phật giáo đó thì chúng ta thấy là nổi lên dữ lắm, cũng như ngọn lửa bốc lên như lửa rôn, nó tàn trước. Còn cái nước tiểu thừa cái im nằm đó hoài mà nó vững bền. Thành ra chư Phật tử muốn đọc kinh đại thừa thì nên qua kinh tiểu thừa trước. Và cái gốc thì vẫn là kinh Nguyên Thủy, thì cái bộ này chúng ta học là kinh Nguyên Thủy đó. Thì nó rất là cô động, thì phải có sự nghiền ngẫm, có sự chiêm nghiệm. Thì chúng ta đi quả A Lán, chúng ta thấy là theo tiểu thừa thì rất dễ đi, vì nó dựa vào 10 kiết sử. Còn bên đại thừa nó vẫn khác. Nhập lưu nó phải 84 phiền não. Còn nhất vãng lai, bất lai và vô sanh lán là 81 phiền não. Trời ơi, nó giết tùm lum trong đó. Mà thế trình tôi không biết sao tôi không biết cái đó đâu mà dựa ra gì mà ba đời rồi một đời nhưng mà ba thứ phiền não gì quá khứ hiện tại vị lai rồi nhân với 10 kiết sử rồi nhân với ba đời nó mới ra là 84.000 phiền não. Kia là kiến hoặc với tư hoặc, tôi coi mà tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Rồi thôi cuối rồi mình trở lại cái theo A Lán này, chư Phật tử phải để ý chỗ đó. Thì đây như chúng ta trở lại đây, chúng ta thấy là như hôm trước tôi nói thì đây có các vị tỳ kheo chắc ở Tích Lan đã coi hết 5 bộ Nikaya, tức là toàn thể kinh điển Phật giáo có nhiêu à. Cái Nguyên Thủy có bao nhiêu đó thôi. Cái Nguyên Thủy này nó khó lắm. Bây giờ thời Đức Phật thì không có viết chữ, Ngài chỉ thuyết pháp thôi. Thành ra kêu đa văn, văn là nghe, đa là nhiều. Chứ hồi xưa không có đa kiến, đó là không có coi kinh như mình giờ. Bây giờ mình lại coi kinh. Chứ hồi xưa là nghe thuyết pháp là người ta nhớ à. Cái nhớ nó nguy hiểm lắm. Có khi chỗ nhớ chỗ quên. Có mình an an đó là như nhiều kiếp là sanh ra Đức Phật là nhớ hết trơn. Mà cái trơn này tôi cũng nghi đó. Nhớ trơn cho nói. Và lúc này đắc quả nhập lưu ra thì Ca Diếp đâu có cho trùng tiên. Mặc dù trùng tiên cũng đài đất A Lán nhập lưu thì trùng tiên cũng vậy thôi. Nhưng mặt khác, chúng ta thấy Phật giáo nó di tế chỗ đó. Cũng là A Nán, mà cũng là ngài trùng tiên, mà cũng là lời Đức Phật. Mà tại sao đắc quả nhập lưu ngài không cho trùng tiên? Vì nó khác là cái quả nhập lưu, cái hiểu biết nó khác. Đúng mà trùng tiên lại sắp xếp lợi của Đức Phật. Đức Phật thuyết 100 ngày trùng tiên, ngày sắp lợi có thể 80, 90 và sắp theo cái riêng, cái hiểu của ngài. Chứ không phải là y chang đâu, không có vấn đề y chang đâu. Mà một vị nhập lưu mà sắp xếp theo cái đó thì cái lời Phật giảng thành ra cái lời của nhập lưu giảng. Chúng ta bây giờ thứ coi cái biển kinh này đi. Mà chư Phật tử đừng có nghe tôi giảng, chư Phật tử tử giảng coi. Thì trong này 40 người giảng 40 cách khác nhau. Nó nói tôi cũng giữ lời Đức Phật, trong bộ kinh đấy cũng có quyển chư pháp đấy. Nhưng mà tôi hiểu như vậy nè.
Rồi ông kia nói tôi hiểu khác hơn anh. Cô nọ nói không phải, tôi giờ hiểu còn khác nữa. Thì chúng ta là người mù rồi dối. Người nào cũng đúng hết á, mà người nào cũng sai hết trơn á. Đó là cái tưởng tượng về con voi thôi, chứ không phải là cái tự thân con voi. Thì gom hết mấy cái đó thì mới gần đúng đúng, mà đúng đúng là toàn thể của bóng dáng con voi, chứ không phải là tự thân con voi nữa. Thành ra trong này nó muốn nói chỗ đó là nghĩa là chúng ta phải thực chứng có trí tuệ, nghĩa là phải có con mắt trí tuệ, tức là đừng có đuôi nữa thì mới là sự thật. Và con mắt đuôi bây giờ có mò hết nguyên con voi, có hiểu hết toàn thể con voi với con mắt đuôi, thì đó vẫn là bóng dáng của toàn thể chân lý, bóng dáng của toàn thể sự thật, chứ chưa phải là sự thật, chưa phải là toàn thể sự thật. Muốn thấy toàn thể sự thật là phải thực hành có trí huệ con mắt hết đuôi. Mà chúng ta để ý con mắt hết đuôi rồi thì không có câu hỏi, còn con mắt có đuôi rồi thì hỏi tùm lum. Chúng ta cứ đặt vấn đề này đặt vấn đề kia, con voi như thế nào, cái chân nó tại sao nó lại bự, nó như cái cột, mà cái chân với cái lỗ tai nó nằm ở đâu, con mắt nó như thế nào. Mà chúng ta đặt nhiều câu hỏi, mà càng đặt câu hỏi càng thắc mắc, càng nghi vấn chừng nào lại sanh sứa nhiều cái nghi vấn khác chừng nãy. Đó là cái cuộc đời chúng ta hiện tại. Cuộc đời đầy tham nhũng, đầy đau khổ. Bây giờ bắt những người tham nhũng ở tù bắn xử tử, thì có người tham nhũng khác lên, có gì tham nhũng còn hơn nữa. Mình ở trong kinh này có cái chuyện mà cầu cho bỏ Chúa sống lâu, chúng ta thấy tức cười lắm. Ông vua trước tàn ác, rồi dân chúng cầu cho ông chết, ông vua thứ hai lên tàn ác còn gấp đôi nữa. Thì dân chúng khổ quá mới cầu trong vua này chết, ông thứ ba lên còn tàn ác còn gấp 5 lần. Thành nó có một bà lão, bà nói nhưng mà thắp nhang giấy trời hoài cầu cho ông vua bỏ Chúa này sống lâu. Ông vua nghe mới lấy làm lạ, cho thám thính đi dò coi sao để mới đi hỏi bà. Bà nói tôi là sống bây giờ 3-4 đời vua rồi, đời thứ nhất ác ông vua, thứ nhì lên ác gấp 2 lần, vua thứ ba ngáp gấp 5 lần. Thành ra tôi thấy tới ngày nếu mà ngài chết đi, ông vua sao lên là sao 7-8 lần nữa thì làm sao chịu nổi. Xin cho ngài sống lâu đi, cái ác ngài cũng có giới hạn. Nếu ngài chết người ta lấy kinh nghiệm của ngài, ông vua sao kinh nghiệm nó tàn ác còn dữ nữa. Thành ra đức thật nó cuộc đời này là khổ, nó thật sự nó là khổ, chứ nó không có cái gì vui trong đó đâu. Giờ chúng ta cải sửa cách mấy nó cũng nằm trong khổ thôi, nó là vô thường vô ngã khổ đau, cái này là tam khớp ánh, không bao giờ di dịch. Dầu đời đời kiếp kiếp Phật Di Lặc có đời thì cũng thế thôi. Dầu chúng ta có tâm sống 8.4 triệu năm cũng vậy. Dầu thế giới này có trải đất bằng vàng, cuộc sống đầy đủ no ấm cũng nằm trong khổ. Thứ đại thừa đắc quả la hán rồi, vượt đi chấm dứt tam giới, giờ vượt thọ tưởng định cũng vẫn nằm trong hành khổ. Chúng ta phải thấy như vậy. Chỉ có một cái bất sanh bất diệt nằm trong cái sanh diệt đó, chứ nào mình tùy thuận, mình với cái khổ là một, mình nhịp nhàng theo cái khổ, thì bây giờ không có vấn đề khổ hay không khổ gì hết, thì cái này mới thật sự là chấm dứt khổ. Cái gọi là khổ là không khổ gì hết, đó mới thật sự là khổ. Mà cái gọi là không khổ tức là hoàn toàn khổ hết, thì cái này mới thật sự là không khổ. Thành ra ta có cái câu gì đó là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Cái câu này mình nghe mình khoái lắm, tôi cũng thích nữa, nhưng mà còn lâu mới làm được. Nhưng mà câu này đúng đấy, nó tự do là ung dung trong ràng buộc, chứ tự do không phải là chạy trốn cái ràng buộc. Thành ra chứ qua cái bát nhã nó ngược ngạo lắm. Chúng ta ngoài tự do là lựa chọn, thì bát nhã tự do là không lựa chọn, còn lựa chọn là không tự do. Mình đi bầu cử, mình được quyền lựa chọn những người mà có tài có đức. Mà nếu lựa chọn tài đức, mình chưa có tự do. Tự do là người nào mình cũng sống được hết. Đó là ung dung trong ràng buộc. Như là trong ràng buộc một cách ung dung, nghĩa là bị trói cột, ở tù cũng vẫn tự do. Làm được cái đó không? Được cái đó thật sự là tự do đấy. Thả ra cũng tự do, mà ở tù cũng tự do. Ở địa ngục cũng tự do, mà lên thiên đàng cũng tự do. Địa ngục thiên đàng cũng giống nhau thôi, bởi vì nó đều là bản thể hết. Tại mình thấy được cái địa ngục là cái chỗ đê hèn xấu xa, ở thiên đường là chỗ sáng suốt, chỗ rạng rỡ. Nhưng mà không ngờ là địa ngục với thiên đàng nó cùng một cái bản thể,
Mà nếu mình là bản thể thì có sợ gì địa ngục? Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương, giữa những cái niềm đau thương mà mình cũng vẫn thấy hạnh phúc. Thành ra Bồ Tát mới dám xuống địa ngục. Cảnh màn trời chiếu đất này kia, mình lợi, mình quỷ lạo, mình trở về, mình sống cuộc sống sung sướng, sống giàu sang, sống sang giả của mình. Mình lợi, mình cho tiền, cho quần áo, mình về, nó có cái gì đâu. Còn người ta thì ăn quần áo của mình ở chừng 3-4 bữa thì hết. Người ta cũng sống màn trời chiếu đất, mình cho đâu có đủ, người ta cất nhà đâu có đủ đấy đâu. Đó là vuốt ve cái niềm đau khổ người ta chút thôi. Thì nó kêu là từ tâm. Còn nếu mình bi tâm đó, thì ở lại đó sống như người ta luôn. Thì ta bữa cháo bữa rau, thì mình cũng bữa rau bữa cháo. Nhưng mà mình không khổ. Người ta màn trời chiếu đất, ngủ không mùng không chiếu mũi cắn, mình cũng ngủ không mùng không chiếu mũi cắn. Nhưng mà người ta khổ, mình không khổ. Thì đó là tự tại giữa đau thương ấy. Làm nổi không? Tôi biết mà tôi không nổi. Không có nổi. Nhưng mà rồi sẽ đến đó. Tôi nguyện rồi tôi cũng phải đến đó. Chừng nào được mới được. Còn bây giờ chưa. Chừng nào đắc quả láng Phật tánh mình thấy khá rồi, chừng đó nên mang cái Phật tánh bất tử này vào trong cái sanh tử. Con đường nó rất rõ, tôi nói cho Phật tử thấy rõ, nhưng mà thực hành là cả một vấn đề, chứ không phải dễ. Thành ra ở đây chúng ta cố gắng lại cái chỗ này chắc dừng lâu á, dừng lâu á. Chư Phật tử còn phải làm bài, tôi dành một số cho Phật tử làm bài. Thì chúng ta thấy cái bài này chúng ta phải, cái quả dự lưu này chúng ta phải coi tới coi lui ít nhất là cũng 10 lần. Ít lắm đó, là 10 lần, tôi coi đây cũng là 7-8 lần á. Và thì tôi có tài liệu nhiều hơn. Nói chung này có kích trung bộ, kích tương ưng này kia đó. Tôi tính đem bộ tương ưng qua nữa đó. Tôi tính kiếm một chỗ nào trống, tôi có kinh điển là tôi coi, rồi tôi mới giải thích cái này nó rõ ràng hơn. Thì phải lật lại nguyên văn của nó mình coi mới hiểu nổi. Còn lơ mơ là nó rút ra ngoài, nó quá cô động đi. Coi lại cái nguyên văn nó. Mà tôi thì đủ tài liệu hơn nguyên văn, mà nếu mình coi mình thấy lờ mờ, nếu mình coi thêm thích nữ trí hải, coi thêm thích chân thiện. Chân thiện con thích cười lắm. Cô thích nữ trí hải mà viết ở trong cái bài tựa của bài trung bộ đó. Cổ tóm tắt cái này rồi cái nó bán ra cả thế giới. Thì cổ thấy hay quá, cổ mình tóm được cái bài, cổ thấy nó khỏe mà tóm chưa hết, nó được năm mấy 60 bài, nó tới 152 rồi. Theo cái bài tựa cổ đề đó, thì bà Thượng Minh Châu mới rầy, kinh không nên tóm. Thì cổ đem ý kiến đâu khoe với thầy Trân Thiện, cái Thượng Thiện bố thêm mách nữa. Nó kinh mà tóm là mất cái nghĩa của kinh. Cổ nghe, cổ nên cổ dám tóm, tóm được 60 bài mới được hơn nữa. Cổ nên theo trong cái bài tựa cổ nhất. Rồi ngoại quốc người ta gửi thơ vừa quá, biểu cổ phải tóm cho hết. Tóm có phân nửa rồi bây giờ bỏ lên tội nghiệp cho người ta. Ta muốn nghe hết thấy là cô tóm hay. Mà phải công nhận cô tóm hay. Cô tóm gần hết được ý nghĩa. Nghĩa là 100 phần cô tóm được 80-90 phần. Bài kinh 66 mình thấy cô tóm gần như của tôi. Mình thấy là tôi tóm được con bài thôi. Mà cô tóm được 152 bài. Rồi sau thời gian bẩn thời gian thầy Trân Thiện cũng ra kinh Trung Bộ nữa. Thầy cũng tóm nữa. Thầy là người ta tôi thấy thầy cũng tóm nữa. Thầy cũng tóm đại ý về kinh đó thì cũng giống hệt cổ thôi. Nhưng mà công nhận thầy tóm không bằng cổ. Không có rành, không có chi tiết như cổ. Cổ vừa ngắn vừa gọn. Mà tương đối thì không mới rõ lắm, mà tương đối rõ hơn thầy Trân Thiện. Phải nói là cổ con người có tài. Có tài hồi là chết một cách đau đớn. Là chúng ta biết, không biết có nghiệp lực làm sao. Cổ là 6-7 thứ tiếng nha. Tiếng Hán, tiếng Pali, tiếng Anh, tiếng Pháp. Trời ơi, cổ là mà biết là biết tới cùng á, chứ không phải là biết lơ mơ như mình đọc được tiếp mà dịch kinh luôn được á. Trời, cô viết Pali trong cái sách mình thấy ớn luôn. Rồi tiếng Hán cũng vậy, lào lào tiếng Anh, tiếng Pháp nữa, nghe nó tiếng Tây Tạng, tiếng gì nữa đó. Cổ là 6-7 thứ mà thứ nào thứ nấy cũng siêu không à, chứ không phải phàm thường như mình. Cái 6-7 tuổi à, mà chết rất là uổng. Đó là một nhân tài. Nhưng mà có tài thì có tật. Thường tôi nói vậy. Tôi thành ra tôi thấy là cô chết cổ. Ngoài tôi chết thế cổ là có lý hơn. Tôi không ích lợi gì cho cuộc đời này lắm. Cổ là con người siêu việt. Đó là nó khó lắm. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì như hôm trước là tôi đọc thì chúng ta đã giảng hết. Bữa nay giảng nữa thì hết thì giờ. Chúng ta bắt đầu ở cái trang 8. Là chỗ chúng ta giảng. Dưới này có đề có một lục nhỏ là trang 8. Được chưa?
tới chỗ Trung Bộ 2, tức là dưới Trung Bộ 118 trang 8 đó, chỗ cái hàng chữ xiên xiên đó. Rồi đó chúng ta đi tới đây. Đối với bậc dự lưu, xin khởi pháp nhãn, giới tuệ tri và các nguyên lý nhân duyên của nguồn gốc của khổ và dục khổ, là để cắt bỏ ba kiết sử đầu tiên. Để cắt bỏ ba kiết sử đầu tiên. Thì ông rút ra Trung Bộ đấy. Vì ấy như lý tác ý, đây là khổ. Như lý tác ý, đây là khổ tập. Như lý tác ý, đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vì ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thân kiến nghi giới cấm thủ. Đây là một cách khác để mà đắc quả nhập lưu, tức là giúp thân kiến nghi giới cấm thủ là phải hiểu rành tứ diệu đế. Tứ diệu đế đây chúng ta giảng rất rành rồi đấy, thì chúng ta thấy cái này chúng ta dễ hiểu, chứ còn nói vô đây là khổ, làm sao biết rõ cái đây là khổ. Đây tức là phải tam giới, đây là khổ, và đây là khổ tập, tức là nguyên nhân của sự khổ. Tức là phải như lý tác ý. Như lý tác ý là sao? Tác ý là cái sự phê phán, tác ý là có thể nói thức thứ bảy đó. Tức là đắn đo suy gẫm nghiền ngẫm, đó là tác ý. Cố tình mà tìm hiểu thì đó là tác ý. Đây là mặt na thức đó. À, còn như lý, như là đúng trước sau vậy. Lý là thấy cái chiều sâu, lấy cái lẽ trong đó, chứ không phải thấy được cái sự. Tức là chúng ta phải hiểu ba khổ đó, nó cho đúng này là như lý tác ý. Còn chúng ta hiểu sơ sơ về sự không là kẹt. Mà nếu hiểu lý là phải thấy được cái bất tử. Thành ra chúng ta thấy tứ diệu đế là một cái nền tảng độc đáo. Nó là chân lý độc đáo, nó bao